thưa cho tôn hiền đức tăng ni. Suga cũng nhận thấy và cùng cho tôn hiền đức toàn thể phật tử hãy dành tràng pháo tay để cùng đón thầy Thích Trung Nhẫn đến từ chùa Nguyện Phong. Chúng con cũng đảnh lễ, xin đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, đời sống đẹp đạo bao la, đạo đời một cõi thủy chung thuở nào, dù cho sông núi hao mòn, chữ tình chữ nghĩa ngàn năm vẹn tròn. Vì chữ tình chữ nghĩa đó mà ngày hôm nay ban tổ chức chúng tôi thiền viện Minh Ân Quang xin mời những cái thương gia nghiệp chủ, những cái mạnh thường quân đã nhiều năm chứ không phải trong cái tuần lễ của Minh Vật Ngọc này mà quý vị đã phát tâm cúng dường, cũng như là những vị đã âm thầm cúng dường cho thiền viện Minh Đăng Quang, thì Suga cũng xin được xướng danh những vị có mặt trong ngày hôm nay, hoặc có những vị vì không có thời gian sắp xếp được mà đến ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi sẽ gửi những phần quà lưu niệm cho sau. Sau đây Suga xin phép được xướng danh và xin các anh chị trong danh sách vui lòng nhanh chóng bước lên sân khấu để cho ban tổ chức chúng tôi tiện việc sắp xếp. Cảm ơn rất nhiều. Đầu tiên Suga xin trân trọng kính mời chị Châu Insurang và anh Minh cùng hai anh chị cùng bước lên sân khấu. Suga xin mời chị Cathy Nguyễn bên Texfan. Xin mời anh Phúc Grant Frankie đại diện cho văn phòng luật sư Gilbert and Tyler. Xin mời anh Bình, xin mời anh Bình chủ chợ Hồng Kông. Xin mời cô Hoa đến từ Victoria Commercial. Xin mời cô. Xin trân trọng kính mời em Flower Chiêu Anh đã ủng hộ xin mời chị Chiêu Anh đã cúng dường trong năm vừa rồi, chị cũng đã cúng dường hoa và năm nay cũng những đó hoa tươi thắm được chị cúng dường và được các sư cô và các sư thầy đã cắm trong đại lễ cung minh Phật Ngọc ngày hôm nay. Và cũng xin mời anh Sang Trần đã cúng dường trong 10 ngày những cái chai nước là do anh cúng dường hết. Xin trân trọng kính mời anh. Xin mời anh Dũng ATL Wallet, kính thưa. Xin mời anh Dũng ATL Wallet. Đây chỉ là một cái tiệm bán phô thưa quý vị, nhưng mà tấm lòng của anh trải rộng, anh cúng dường số tiền không thể nói được bằng lời. Suga xin trân trọng kính mời anh Dũng lên sân khấu. Xin mời anh Quý Ngọc đại diện cho Fusion Sports Bar. Và Suga xin trân trọng kính mời anh Lệnh Phở Đại Lợi. Suga xin trọng kính mời anh Minh bên tiệm vàng Hồng Đức. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Nếu Suga thiếu sót ai, mong quý vị hoan hỷ tân tình bỏ qua Suga và ban tổ chức chúng tôi sẽ có những cái phần quà lưu niệm gửi sau cho tất cả mọi thương gia nghiệp chủ. Và giờ này Suga xin trân trọng kính mời và kính cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Đạt chủ trì thiền viện Minh Đăng Quang tại Atlanta Roseville lên tặng những cái phần quà gọi là những kỷ niệm cho quý vị và những thương gia nghiệp chủ đã thương ủng hộ cho thiền viện Minh Đăng Quang trong những năm vừa qua. Và trong đó có anh Sang Trần cũng như chị Mỹ. Chị Mỹ bên địa ốc cũng đã giúp đỡ cho bên chùa rất là nhiều về tịnh tài. Anh Sang Trần là bên về xe, body xe cũng đã giúp đỡ cho bên chùa rất là nhiều. Quý vị hãy dành tràng pháo tay thật lớn cho tất cả những thương gia. Còn rất nhiều nữa. Những vị đến đây là tất cả đã xin cảm niệm công đức tất cả hết. Nhưng vì không gian và thời gian cũng như là chúng ta không thể nào lên hết để mà nhận những phần quà đó. Xin những lời tri ân và xin cảm niệm công đức tất cả quý vị về đây. Một đồng cũng là công đức quý vị. Nhưng xin phép được đại diện những vị này đã thay mặt cho tất cả quý vị nhận những món quà của sư chủ trì Thích Minh Đạt. Và quý vị hãy dành tràng pháo tay thật lớn ha. Suga không biết anh Hoàng đã được chụp tấm hình lưu niệm lại chưa ạ? Xin chân thành cảm ơn. Và chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Đạt hồi quy an tọa. Xin cảm ơn tất cả các gia nghiệp chủ rất nhiều. Xin mời quý vị về vị trí của mình. Xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là danh sách Suga hoan hỷ mời những vị trưởng ban tổ chức của đại hội cung minh Phật Ngọc lên sân khấu để nhận quà lưu niệm. Suga trân trọng kính mời
Phó Ban Ngoại vụ là đạo hữu Đức Văn Lan. Xin mời chú Văn Lan, thư ký chị Mỹ Trần. Bên băng có chị Diệu Hiền. Bên ban nghi lễ xin mời bác Tám. Bên ban tiếp tân xin mời chị Dạ Thảo. Ban thị giả xin mời chị Cẩm Hương. Ban cư trú xin mời chị Kim Ngọc. Ban quay phim xin mời anh Hoàng Huỳnh, là ông xã của bé Hồng. Ban vận chuyển Suga xin trọng kính mời anh Lâm Nguyễn. Ban quảng cáo Suga xin mời anh Phúc Trần. Ban trang trí Suga xin mời anh Tân. Mời bên ban trang trí đại diện là anh Tân, ông xã của chị Thảo. Và bên ban trật tự xin mời anh Sang Trần và anh Hiền. Ban y tế Suga xin mời anh Tuấn Hình. Ban trò chơi cũng là anh Tuấn Hình. Anh nên nhận trách nhiệm đến hai ban, xin mời anh Tuấn Hình lên sân khấu. Suga xin mời bên ban cây soạn có hai cô mà Suga rất là thương. Mấy cô ba chuẩn bị từ rất là lâu rồi, là cô Kim và cô Viên. Xin mời hai cô. Ban quà tặng Suga xin mời cô Ngọc Cẩm. Ban vệ sinh Suga xin phép được mời anh Thăng. Nếu như những anh chị nào mà không có kia xứng tên, mà không có mặt trên sân khấu, chắc có lẽ bận những cái công việc phận sự của mình đang làm nên không thể lên sân khấu được. Ban tổ chức chúng tôi sẽ gửi những phần quà sau đó cho những vị đó. Quý vị hãy một lần nữa, Suga xin trân trọng kính mời Hòa Thượng Thích Minh Hồi lên cho những phần quà cùng với Đại Đức Thích Minh Đạt. Con xin trân trọng kính cung thỉnh Hòa Thượng cùng với Đại Đức Thích Minh Đạt. Và Suga mong quý vị hãy dành tràng tay thật lớn cho những vị đại diện, những vị đại diện cho những Phật tử đã làm trong 10 ngày qua những phần sự của mình cho tuần lễ của Minh Phật Ngọc. Cũng như xin cảm niệm một lần nữa, xin phép cảm niệm công đức tất cả anh em ca sĩ, ban nhạc, tất cả những vị trong những cái ban ngành đã về đây giúp đỡ thì viện Minh Âm Quang rất nhiều để chúng ta có buổi lễ của Minh Phật Ngọc được là viên mãn, và xin phép cảm thấy rằng nó đã thành công. Mời Phúc Trần. Quý vị hãy một lần nữa dành tràng pháo tay thật lớn nha. Cảm ơn rất nhiều và xin cảm niệm công đức tất cả quý vị. Giờ con cũng thỉnh Hòa Thượng cùng Đại Đức vào ở giữa để chúng con có tấm hình lưu niệm. Cảm ơn rất nhiều, và giờ đây con kính cung thỉnh Hòa Thượng và Đại Đức Thích Minh Đạt hồi quy an tọa. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em trong ban tổ chức rất là nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý liệt vị, vào giờ này chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Đạt trụ trì thiền viện Minh Đăng Quang, trưởng ban tổ chức Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới, khởi thân lên lễ đài để đọc cảm tạ trong buổi đại lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư sở tòa đại đức tăng ni, kính thưa quý quan khách, quý trần thơ đồng bào Phật tử, với tấm lòng chí thành chí kính dâng lên ngôi Tam Bảo, với tâm niệm phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, với ý hướng thực hiện hòa bình nơi bản thân và gia đình, góp phần và kinh ước hòa bình chung của nhân loại, ban tổ chức chúng tôi muốn hướng đến ý nghĩa đích thực của việc chiêm bái Phật Ngọc vì hòa bình thế giới. Đó là mỗi chúng ta hãy tinh tấn thực hành lời dạy của Đức Phật về hòa bình và bao dung, về từ ái, về yêu thương, về chuyển hóa thân tâm hướng đến cảnh giới tâm bình thế giới bình. Dẫu biết rằng cuộc đời là vô thường, có sinh thì có diệt, có đến thì có đi,
có chân một thì phải có chi lê. Có ngày cũng đó, mật ngọc về trong điều hoang ấy, áo lót thì cũng sẽ có thời khắc. Công thể mật ngọc đi trong điều ngọc ngồi ở tiếp. Vẫn biết là như vậy, nhưng cha chúng con không khỏi thẳng lòng xúc động. Cảm giác như sức phải chia lây, một người cha, một bậc thầy, một bậc đạo sư tâm linh hạ cánh. Rồi đây không biết có đủ cơ duyên để gặp lại ngày nữa hay không. Mấy ngày nào đây, chúng con hả hức lên kế hoạch tổ chức cung ngân Phật Ngọc. Với sự nhiệt tâm, nhiệt thành của chư Tăng và Phật tử, giờ lấy bàn phải làm lễ bế mạc cung thiện ngài. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý điện về, thời gian từ đại lễ khai mạc lễ hội cung ngân Phật Ngọc hòa bình cho thế giới đến ngày hôm nay tại Thiền viện Minh An Quang đã được tổ chức một cách trang nghiêm, long trọng và được kết thúc viên mãn trong không khí trang nghiêm và tràn đầy hoan hỷ. Qua một thời gian dài nhiệt tâm chuẩn bị công tác tổ chức và trải qua 10 ngày diễn ra lễ hội cung ngân Phật Ngọc hòa bình thế giới, giờ đây sẽ diễn ra lễ bế mạc. Thay mặt ban tổ chức, chúng con cúi đầu đảnh lễ tri ân sự hiện diện của chư tôn thiền đức. Chúng con xin thành kính bái tạ hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Hồi đứng kiếp trụ trì thiền Như Lai thiền tự San Diego. Chúng con thành kính bái tạ hòa thượng Thích Hạnh Đạt đứng kiếp trụ trì tu viện Kim Cang. Chúng con xin thành kính bái tạ hòa thượng Thích Minh Thiện đứng kiếp trụ trì tỉnh Sắc Ngọc Sơn Oregon. Chúng con thành kính bái tạ hòa thượng Thích Giác Ngôn tỉnh Sáng Ngọc An Cali. Chúng con thành kính bái tạ thượng Phật Thích Trí Viên tu viện Chân Tâm ở Cali. Chúng con thành kính bái tạ thượng Phật Thích Nhuận Hải thiền đường Biên Hòa. Chúng con thành kính bái tạ thượng Phật Thích Nhật Châu ở chùa Thiền Tông. Chúng con thành kính bái tạ hòa thượng Thích Niệm ở tu viện Kim Cang và cùng chư tôn đức tăng ni quan lâm về đây để chứng minh là cung ngân Phật Ngọc. Đã thang thiền thân quan lâm cố gắng chứng minh suốt 10 ngày vừa qua với lòng từ bi bao la vô hạn, phụng sự chúng sanh là cũng dường chư Phật vì hằng nghiền hằng dương chánh pháp. Chư tôn thiền thức tăng các chùa tịnh xá tự viện đã hết lòng thương tử mà đến chứng minh gia trì các pháp bồ và cầu nguyện cho đại hội cung ngân Phật Ngọc, cầu nguyện hòa bình thế giới quốc thái dân an âm siêu dương tới thành tựu một cách viên mãn. Đại diện cho ban tổ chức, chúng tôi rất cảm kích lòng ái mộ đạo kính tin tam bàn của ông bà Ai Đăng Thích và đoàn Phật Học. Chúng tôi chân thành cảm tạ các cơ quan chính quyền địa phương đã tạo duyên thuận lợi và hỗ trợ trong suốt thời gian Phật Học ngự tại thiền viện Minh An Quang. Đồng thời, nếu không có sự trợ duyên của chư thiền nam tín nữ Phật tử thì lễ hội cung ngân Phật Ngọc này khó mà thành tựu được. Xin ghi nhận và tán thán
công đức to lớn của quý vị Phật tử đã đóng góp công sức tài lực của mình đến giờ lễ hội cung kính Phật tại thiền viện Minh Đăng Quang được thành tựu tốt đẹp và viên mãn. Ban tổ chức xin cảm tạ sự cúng dường ủng hộ nhiệt tình của quý Phật tử trong và ngoài thành phố Ấn Lâm Tầng. Quý vị dân nhân, dân nghiệp, các nhà hảo tâm xa gần đã hoan hỷ phát tâm cúng dường tự tài vật ẩm thực trà nước cùng nhiều phương tiện hỗ trợ khác để việc tổ chức lễ hội được thành tựu viên mãn. Xin cảm ơn các cơ quan thông tin báo chí truyền thanh truyền hình, các trang thông tin điện tử, các báo đài đã đến dự lễ và đưa tin về đại lễ. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng hết sức trong việc tiếp đón và tổ chức, nhưng do điều kiện khách quan và khả năng còn hạn chế, kính mong chư tôn đức tăng ni cùng chư vị quan khách đồng bào Phật tử hoan hỷ nở thân một lần nữa thay mặt ban tổ chức. Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến chư tôn thiền đức tăng ni, quý vị quan khách, đồng bào Phật tử, các tự viện, các đạo tràng Phật tử đã tạo duyên lành cho lễ cung kính Phật học được thành tựu viên mãn. Cuối cùng xin được tán thán ca ngợi và tri ân tất cả quý Phật tử thành viên ban của ban tổ chức, từ các không gian nghi lễ, ban thị giả, tay sò, ban trật tự, ban trần thiết, âm thanh, ánh sáng, ban vận chuyển vân vân, đã hết lòng lo lắng ngày đêm cho lễ hội cung kính Phật học cho hòa bình thế giới. Đại lễ được thành tựu viên mãn cho đến hôm nay là sự đóng góp công sức trong của rất nhiều cá nhân và tập thể, mà tới đây trong thời gian mà không được hàng ngày ban tổ chức sao nói ra hết được. Nào là các bậc phụ huynh đã tranh thủ thời gian đưa đón các em đến chùa tập huấn dân hoa cả tháng trời. Nào là ban ẩm thực, đặc biệt các Phật tử ở nhà bếp đã thức khuya dậy sớm, thậm chí có những hôm thức thâu đêm suốt sáng trước cả tuần, cả tháng để chăm lo phần ẩm phục vụ cho đại lễ. Nào là ban vệ sinh Phật tử, những người làm việc trong bóng đêm, hàng nghỉ đêm là nghỉ bóng, mà vì quá tinh thần tận tày cống hiến nhiệt tâm để điều hành trật tự, điều tiết xe cộ trong suốt vờ ngày đại lễ. Bên cạnh ban tập thể làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao, còn có những cá nhân làm việc trong âm thầm lặng lẽ. Vì âm thầm và lặng lẽ khá nên mọi người có thể nhận biết được. Điển hình như các bác tập quan lan, một thành viên ban tổ chức mỗi đêm sau khi mọi người dự lễ ra về, các thầy bác lại lặng lẽ đi lượm những cọng rác, thu gom những đồ dơ, sắp xếp lại bàn ghế. Ôi, sao mới cho hết được những tấm lòng, những đóng góp của tất cả mọi người để cho đại lễ diễn ra thành tựu viên mãn. Một lần nữa, thành kính tri ân và kính chúc chư tôn thiền tăng ni mát thệ kinh an, chúng sinh dị độ, kính chúc quý liệt vị sức khỏe, an vui, hạnh phúc và thành đạt. Cầu nguyện tam bảo gia hộ cho toàn thể chúng ta được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường như ý. Trân trọng tri ân và kính chào chư tôn thiền đức và quý liệt vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thưa thỉnh đại đức ở lại lễ đài dùng chúng con một xíu. Kính thưa chư tôn thiền đức, Suga nhận thấy Suga xin trọng kính mời lại những anh chị em trong ban công nghệ lên sân khấu để cảm ơn có những tiếng hát phát tâm cúng dường như các anh chị em tại địa phương và những có những thương gia. Bây giờ chúng con thấy xin mời anh Thảo, anh Suga xin trọng kính mời anh lên sân khấu, hoặc là trong thương gia nghiệp chủ anh đã không biết. Bây giờ Suga xin mời anh lên sân khấu. Xin mời, xin chào, kính mời anh Thảo đại diện cho hai lớp vở
xin thưa quý vị, cúng dường Tam Bảo rất là nhiều. Một phần nữa là anh đã để cái xe đông lạnh của mình tìm phở cần, nhưng anh sẵn sàng dường lại cho thiền viện Minh Đăng Quang trong 10 ngày để đựng những tất cả những thức ăn sợ bị hư. Quý vị hãy cho Thảo một tràng vỗ tay thật lớn nè. Ông xin xin mời anh về giữ sân khấu. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, xin kính thỉnh đại đức Thích Thông Đạt gửi cho anh bức tranh đó, món quà lưu niệm thiền viện Minh Đăng Quang cũng dành cho anh. Xin tri ân và cảm thiện công đức rất nhiều. Và giờ này Suga xin mời tất cả quý ca sĩ, nghệ sĩ như tiếng hát của cô Hương Lan, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ, Kim Tiểu Long, Cát Tuyền, Thành An, Mai Thiên Vân, Nguyễn Hồng Dung và những anh chị em trong ban văn nghệ như MC Mai Trâm, ca sĩ Hoàng Duy, ca sĩ Công Hậu, anh Hoàng Ân, keyboard, anh Nhất Lan cái đờn cổ. Xin mời anh Lan. Xin mời tất cả chúng ta nhanh chóng để cho nghi lễ xong thỉnh với chư tôn viên đức vào, chúng ta sẽ có chương trình văn nghệ cho tất cả quý Phật tử có mặt ở đây. Quý vị hãy dành chào tay thật lớn cho những lời ca tiếng hát, những lời ca tiếng hát này trong 10 ngày, một phần nào đó cũng làm cho chúng ta tâm được thoải mái hơn, vừa chiêm bái một ngọc và vừa nghe những cái lời ca tiếng hát này cũng làm ấm lòng nghệ sĩ và cũng cảm thấy bớt nhàm chán và thấy an lạc trong tâm hồn của chúng ta. Nào, xin mời anh Trần Tâm, xin mời anh nhạc sĩ Lê Bình. Xin mời anh Minh Hải. Suga biết Phật tử Huyền Trang có ở đây không? Suga xin mời Phật tử Huyền Trang. Và một lần nữa, xin chư tôn hiền đức cùng toàn thể Phật tử hãy dành một tràng pháo tay thật lớn tán thán công đức và tất cả các anh chị em có mặt trong ban văn nghệ của 10 ngày tại thiền viện Minh Đăng Quang trong tuần lễ Công Nghinh Phật Ngọc. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin lỗi chị Ngọc Thúy nữa. Quý vị hãy dành tay thật lớn cho ca sĩ Ngọc Thúy. Còn thiếu Thành An và Mai Thiên Vân, chắc ca nghĩ là đi đâu đó chứ. Thành An có rồi, dạ. Chị Mai Thiên Vân chắc đi đâu rồi. Con kính cung thỉnh đại đức chủ trì có thể đứng ngoài giữa để tụi con có tấm hình lưu niệm. Dạ chị. Xin phép cho con được đứng chụp hình chung, bởi vì những nghệ sĩ ca sĩ đây là con ái mộ từ nhỏ tới lớn mà. Xin cảm ơn rất nhiều và chúng con kính cung thỉnh đại đức Thích Minh Đạt, Hồi Quy An Tọa xin một lần nữa cảm ơn những cái lời ca tiếng hát tất cả anh chị ca sĩ nghệ sĩ trong chương trình văn nghệ Phật Ngọc Cung Nghinh hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều, xin cảm ơn tất cả các anh chị. Giờ này con kính cung thỉnh chư thượng tọa, chư hòa thượng, thượng tọa đại đức Tăng Ni hỡi thân lên lễ đài để chúng con có một cái tấm hình chụp hình lưu niệm trong lễ bế mạc Phật Ngọc hôm nay. Một lần nữa chúng con kính cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quan lâm lễ đài. Dạ, và giờ này xin tất cả chư tôn hiền đức, kính cung thỉnh chư tôn hiền đức cùng toàn thể Phật tử chúng ta đồng hồi hướng. Tiền đêm công đức này về khắp tâm cả đời từ và chúng sanh đều có thân hoặc đạo. Hiện nay chúng ta xin mời ban công thượng sư chúng ta vào vị trí. Suga xin đứng mời toàn thể quý đồng phụ tử chúng ta đồng đứng lên chắp tay niệm Phật để phương tiện chư tôn hiền đức Tăng Ni hồi quy phương trường. Nam mô A Di Đà.
Như vậy thì chúng ta có 10 vé số ở đây. Tôi đề nghị như thế này,
Nếu mà có lỡ người nào đó, đây là giải trong mũi một giọt thôi, lỡ có người nào mà trúng hai cái cùng lúc, mình vừa lại người khác được như vậy nghe. Chứ một người lấy chi hai cái người khác không có nha. Nếu trường hợp không biết được bao nhiêu, hai người trúng sao, một người trúng hai cái rồi bắt đầu gọi. Bây giờ giải bảy tức là một hai người giải mũi tên là nếu người nào được tên là có số trúng đó nha, xin mời bước tới chỗ trong kim phúc văn và nhận cái giá này để đánh giải luôn. Julie Phạm, điện thoại 404-353-2353, vé mang số 10174, 10174, em đứng đuôi đây là kiểm tra cái này nhà quay. Julie Phạm, vé mang số 10174. Dạ, dạ hiểu, thật sự không đọc hết luôn mà. Mấy đứa gái làm hết luôn, tao ngồi đi. Tên là Châu Nguyễn, bốn số điện thoại cuối là 2452, vé mang số 07963, vé mang số 07963, tên là Châu Nguyễn, bốn số điện thoại cuối 2452. Nhi Nguyễn, Nhi Nguyễn, bốn số điện thoại cuối 0852, vé mang số 02470. Nhi Nguyễn. Tên là Khoa Đỗ, Khoa Đỗ, bốn số điện thoại cuối 1483, vé mang số 06253. Ngô Ngon, tên là Ngô Ngon, vé mang số 01266, bốn số điện thoại cuối 5335, tên là Ngô Ngon. Kịp không em? Lê Văn Giọt, giọt như là giọt nước, bốn số điện thoại cuối 9358, vé mang số 06395. Không ai trúng chân gì vậy? Chê em. Liên Thị Bùi, tức là Bùi Thị Liên, bốn số điện thoại cuối 2092 và vé mang số 06590. Văn Võ, Văn Võ ở Liêu Bru, bốn số điện thoại cuối 7422, vé mang số 07450. Rồi để kêu vé số rõ hồ luôn là không có trúng nữa. Người có tên là Huê Trần, Huê Trần, bốn. Em cần gì? Trên tay em đang cầm gì đó? Em có khiếu nại gì không? Em có khiếu nại gì không? Em cần cái gì? Là sao? Chúng ta bước lên em tên Văn Võ không? Thì không có sao? Còn đó thôi, chuyện nhỏ nha. Bây giờ tên Quê Trần, Quê Trần, em có nhiệm vụ em đứng trên này nào? Quê Trần, bốn số điện thoại cuối 5521, vé mang số 03833. Quý vị trúng cái chuyện lên đây nha. Còn không trúng chúng tôi cũng giữ nó lại. Người có tên là Kim Trang, vé mang số 9416, tôi xin lỗi, điện thoại là 9416, bốn số cuối, vé mang số 07047, vé mang số 07047, bốn số điện thoại cuối 9416, tên là Kim Trang. Đó là tất cả 10 người đã trúng được 10 cái mặt cầu. Xin chào các bạn quý vị. Kim ở bên kia đang kiểm tra chúng chờ cái tiền. Rồi xin cảm ơn. Anh ăn hết qua được anh, mang hết giải thưởng qua. Chúc mừng. Việc nhận giải cái việc nhận bình thường nha. Và bây giờ chúng tôi tiếp tục sổ luôn kế tiếp. Lô kế tiếp là một cái TV 42 inch. Bạn ông An, để đỡ cho mình anh gái.
là một cái TV 42 inch. Chúng tôi bắt đầu sổ. Quý vị muốn bắt tiếp mình một bạn bé lên nè. Thật sự thì báo bắt thì chú lẻ cho rồi em bé thì cũng được, cho mình cũng bây giờ không chỉ sợ rồi lại nói chuyện Thảo cũng mà tại sao mình sợ. Ủa tôi nói tôi chịu trách nhiệm mà tôi sợ gì ai? Vì Thảo bắt luôn. Ai em bé gì lại bắt đi không? Em, trời ơi, bà ác kìa, bà đứa con thì Thảo phải không? Cha không bắt để cho con bắt luôn. Đây là tên của người trúng được. Em che cái kính kia. Cái camera kia, đứng bên đây được nha. À, người trúng được cái TV tên là Tú Nguyễn ở Lilburn, Ohio. Lilburn, bấm số điện thoại cuối 1920, vé mang số 02264. Tên là Tú Nguyễn, trúng cái TV, xin chào bóng đai quý vị. Và bây giờ lô kế tiếp là một cái iPhone 5S. Rồi bây giờ ai muốn bắt số đây nè, em bé nằm hẹn lên đây. Hôm nay là quý vị trẻ nhỏ của chúng ta là chủ chốt đó. Túi cha người trúng được iPhone tên là Sương Quỳnh. Sương Quỳnh, bốn số điện thoại cuối 9073, vé mang số 03214. Tên là Sương Quỳnh. Xin chào bác lai quý vị trong người trúng iPhone. Lô kế tiếp là một cái MacBook Pro. Dạ, yeah. MacBook Pro đặc biệt là không bao giờ bị virus. Đặc biệt là cái chỗ đó MacBook Pro có bị xài yên tâm, không bao giờ bị virus. Rồi, bây giờ ba người bắt số giùm tôi không nè. Đưa đi, chạy với đây không, nhấn tay gì chạy mất. No, the new one, please. Đưa cho ba con bút. Rồi, đưa cho bác. Cảm ơn sư, đưa cho ba. Cảm ơn con nha. Kính thưa quý vị, người chú cái bác Phúc Rồ có tên là anh Phương Nguyễn, tức là Nguyễn Phương Anh hay là Nguyễn Phương Ánh ở Lawrenceville. Bốn số điện thoại quý 0301, vé mang số 04976. Xin vỗ tay để tăng trưởng người chung cái bác Phúc Rồ của quý vị. Không được à, quý vị trật tự ơi. Dạ xin các con chạy về cửa dưới con, các con chạy về nha. Yeah. Xin quý vị phụ huynh đừng đẩy các em lên, xin đừng làm gì, xin cho các em về, con chạy về đi con. Cảm ơn. À, em muốn vỗ tay. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ giải ba là một lượng vàng. Người nào có mang cái số trúng sau đây chúng tôi bắt được sẽ trúng một lượng vàng, đó là giải thứ ba. Bây giờ có một em nào, rồi xin mời em bước lên đẹp một em thôi. No, một em đã chọn, em có đỏ đi. Nếu con lên bắt được thì con bắt rồi nha, không cần nhìn vào. Cảm ơn con nha, chúng ta quý vị cho em. Quý vị nào có tên sau đây sẽ trúng được một lượng vàng. Kim Quỳnh ở Flowery Ranch, Georgia. Số điện thoại bốn số cuối là 8284, vé mang số 04479. Tên là Kim Quỳnh, trúng được một lượng vàng. Tập lại, Kim Quỳnh, bốn số phone cuối là 8284, vé mang số 04479. Xin cảm ơn. Đây,
lúc kế tiếp là hai lượng vàng. Tôi chỉ mong có vị nào ở đây trúng nha. Rồi có người kêu trộn lên trộn, trộn cách nào? Trộn với cách là xoay và nhìn ông có dấu bóc tay vô nha. Có cái nó có cái kẻ đó, nhiều khi nó lọt ra thì mình thảo nó trước nha. Khi tôi quay một cái kẻ mình lỡ nó lọt cái vé số đầu ra thì mình bắt cái vé đó luôn quý vị, được không? Nếu lỡ lọt ra thì phải chuyển ra. Câu nói hay, lỡ lọt hai vé thì sao? Hai vé trong đó một vé trúng hàng gì, một vé trúng hàng nhất, đã xem. Rồi đừng lọt cái nhau. Sắp chưa được chưa? Rồi boy, I like you, I like you. Yes, yes, yes. Con tên gì con? Kevin, how are you Kevin? Good. Do you know how to speak Vietnamese? No. Good. It's good. Do you know your mommy? No. No. Do you know your mom's name? Yes. What's name? It's okay. Như vậy là bắt được không quý vị ha? Chắc con giòn luôn đó con. Rồi con bắt một phiếu. Cảm ơn con. Rồi kính thưa quý vị, đây là người trúng đô hạng gì? Được hai lượng vàng. Cảm ơn con, có thể về chỗ được nha. You can go back. Thank you. Tên là Thọ Nguyễn, ở Brooklyn, Duluth, Georgia. Bốn số điện thoại cuối là 7270, vé mang số 00594. Tên là Thọ Nguyễn, trúng hai lượng vàng. Có Thọ Nguyễn đây không? Rồi, xin giữ ở đây. Và bây giờ giải nhất là ba lượng vàng. Rồi bắt đầu lô độc đắc ba lượng vàng. Này có bắt chưa? Bắt rồi hay chưa? Có biết không? Đến đây. Nè, tôi xây xuống cho mọi người. Con lên đứng đây. Lên đứng đây. Đứng đây. Nhìn mọi người nha. Give me five there. Yes. Tôi cũng còn nói. Come here, boy. Đây. Ngồi đây. Ngồi đây. Cô Tiên Vân hát bài hát nghe chơi của tôi. Được không quý vị? Vậy đó, Tiên Vân hát bài nghe chơi đi. Căng thẳng quá à. Ngồi đây không? Đúng rồi, em thấy căng thẳng quá. Thôi thôi bây giờ như vậy đi. Sổ cái cho xong rồi hát luôn nha. Nha. Vậy thì quý vị cho rồi đi. Tôi biết mà. Con bắt giùm cho bác. Thưa bà, con bắt giùm cho bác một cái bé. Nha. Just one. You listen with me, right? Con hiểu tiếng Việt không? Rồi sao giòn một đeo kiến vô, giòn một cái kiến. Ông làm tôi cũng già dữ lắm. Con tên gì? Tôn. Tên gì? Tôn. 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 Con bước lui ra, con bước lui ra, con bước lui ra. You don't have a job here. Con bước lui ra, please. Ai phụ huynh cho các em ra, please. Dạ, yeah. Người nào có việc đó, dạ. Dạ. Rồi, xin lui ra sắc, Lily, lấy cái chú Minh Cường lên để cùng người ta đi nào. Chú Minh Cường dưới chân, dạ, yeah. Rồi, cảm ơn. Rồi, con bắt một cái nha, cho bắt bay cái nha con. Chào con chủ, muốn rớt con sợ lắm. Rồi, con bắt chú một cái nha. Rồi, khoan nghe, con cầm lấy dùm cho bác, đừng đập con, đừng đập. Chúc con thái. Kính thưa quý vị, tôi kêu luôn điện thoại lại như tôi bây giờ con ạ. Vé mang số 06999.
Nếu ăn số 06999 của nhà số của bọn em, lần lượt là 66690, lần bên đây là 06999. Người có 4 số điện thoại cuối là 4726. 4726 tên là Đoan Trần. Đoan Trần có không? Chúng con đứng ra liền. Tên là Đoan Trần trúng 3 lượng vàng. Chào bóng tay dành cho Đoan Trần quý vị. Xin cảm ơn. Và bây giờ tôi xin hát hai Kim Ngân. Vâng, và sau đây con sẽ gửi đến quý vị bài hát được mang tên Biết Đến Bao Giờ. Xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ vé số của Thiền Viện Linh Lan Quang và hy vọng rằng chương trình học tập hôm nay sau bài hát này chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức 108 lại, nhưng trước đó xin mời tất cả anh chị em đã làm công quả cho chùa lên đây để nhận phần thưởng danh dự tối hôm nay. Xin cảm ơn. Nghi thức 108 lại ít khi thấy ở trong các chương trình Phật học, là tại vì nghi thức 108 lại là nghi thức lại sám hối kéo dài hơn một tiếng đồng hồ do quý thầy chủ trì. Riêng các chương trình có Việt Thảo tham dự thì 108 lại là do Việt Thảo đề nghị để các Phật tử cùng nhau lại Phật. Đây không phải là lại sám hối. 108 lại chọn theo con số của sám hối, nhưng mà thật sự không phải lại sám hối, vì sâu chuỗi có 108 hạt. Thời gian lại 108 lại kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Đây là thời gian sau tất cả những chương trình văn nghệ cúng dường hay là những nghi thức lễ lọc, là cái thời gian tĩnh tâm cho các Phật tử đến tham dự để cùng nhau ngồi yên tĩnh trước tôn tượng Phật học của mình cho thế giới. Theo tiếng chuông, mỗi một tiếng chuông thì mọi người có thể suy tư để tâm hồn mình lắng đọng theo tiếng chuông. Tuy nhiên thời gian đó mọi người có thể lại theo tiếng chuông, cho nên việc lại 108 lại trước tôn tượng Phật học hòa bình cho thế giới không phải là một nghi thức bắt buộc, và tùy hỷ ai muốn lại thì lại, không lại ngồi xem người khác lại, coi như mình đã lại. Đó là thời gian tĩnh tâm cho các Phật tử mà thôi. Tuy nhiên 108 lại đã được sự tham dự đông đảo của các Phật tử, và sau đó là có phần cúng dường hoa quả, tức là bông hoa hoặc là trái cây của các Phật tử lên tôn tượng Phật học hòa bình cho thế giới. Và sau khi lễ 108 lại xong thì mỗi người đều nhận một phần, coi như là lọc Phật. Xin mời tất cả các Phật tử cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Xin một lần nữa quý Phật tử tăng tăng công đức vừa thượng tọa Thích Giác Thẩm đã tỉnh chùa chúng ta hôm nay. Ngày mai này Việt Thảo còn ở đây một ngày nữa. Ngày mốt tôi đi về Cali để rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trong suốt một thời gian dài kể từ trước khi sư Minh Đạt về với Thiền Viện Minh Lăng Quang, còn sư Giác Trí, còn sư Minh Nguyên, cái duyên với Thiền Viện Minh Lăng Quang đã có từ lâu. Ở nơi Georgia, ở Atlanta, ở nơi tiểu bang này, không phải riêng Thiền Viện Minh Lăng Quang, quyền không cũng có, và những chùa khác trong trước kia hay trong tương lai cũng sẽ có. Cho nên cái tâm tình này gửi lại với anh chị em bữa nay là bữa cuối cùng. Tôi không biết rằng tôi còn có cái cơ duyên trở lại với Georgia lần nữa hay không. Mặc dầu Vu Lan lần tới có đăng hình, tôi biết về, có chết tôi thành ma tôi cũng về, tôi đóng chiếu cũng vậy.
chừng nào xây dựng xong cái chánh điện của thiền viện Minh Lâm Quang, lúc đó không đuổi tôi ngủ đêm. Nhưng mà tôi đi ra ngoài hotel tôi ngủ đêm, đêm sau trở lại. Bây giờ như thế này, trong suốt một thời gian qua, kể từ ngày qua đây để cùng với anh chị em mình chuẩn bị cho Phật học, biết bao nhiêu nước mắt và kể cả mồ hôi, biết bao nhiêu vui buồn lẫn lộn đều có. Nhưng mà qua những cái sự việc đó, anh chị em Phật tử mình trưởng thành hơn nhiều. Quý vị có đồng ý chỗ đó không? Trưởng thành hơn nhiều. Là Phật tử phải làm sao trong tương lai không cần sư kêu, không cần sư gọi, không cần sư bảo, không cần sư chỉ dẫn. Vào trong chùa gặp sư chào sư rồi tự động đi làm, tại mình biết việc mình là việc gì. Có phải không này? Nếu mà tôi là sư đạt, Phật tử lời hỏi: dạ thưa sư, có chuyện gì cho con làm không? Câu trả lời: no, không có. Trời ơi, biết nhiêu chuyện sao sư không cho con làm? Thì kiếm chuyện làm đi. Nhưng mà sư không chỉ sao con biết? Con không biết, sư chỉ con cũng không biết. Cho nên là Phật tử phải có bi trí dụng của nhân bản. Nhớ nghe, hai ông cảnh sát này có hiểu không? Anh Di Đà Phật, nhớ trong thời gian qua hay trước kia hay về sau này, cái này quan trọng. Nếu có ai làm cho mình buồn phiền, nếu có ai làm cho mình buồn lòng, đừng buồn. Nhớ nha, cái quan trọng ghê lắm. Có cái người nào nói câu nói nào hay làm điều gì mình cảm thấy buồn lòng, lập tức nhắc lại rằng đừng buồn. Mình buồn mình khổ, người ta vui. Suy nghĩ điều đó. Có ai làm cho mình cảm thấy buồn lòng mà mình buồn là mình khổ, người ta vui vì người ta muốn làm cho mình buồn. Mà mình không buồn, người ta sẽ buồn vì người ta khổ, ta thấy thôi làm có hoài nó không buồn. Có đúng không ạ? Như vậy cái người làm cho mình buồn khổ mà mình không buồn là mình sẽ sống trong cái gì? Cái cực lạc, cái cảnh giới niết bàn. Cái người làm mình khổ, mình không khổ, họ sống trong địa ngục. Nhưng mà đó là hơn thua, không hơn thua vậy. Từ nay trở đi, bất cứ ai làm gì sai đối với mình, hãy tha thứ cho họ. Hãy tha thứ cho họ. Vì chính bản thân mình, có lúc mình cũng làm sai, đừng nói chi người ta làm sai đối với mình. Mình còn làm sai với mình, thì làm sao người ta không làm sai với mình được. Bởi vì trong tiếng Việt Nam có chữ tha thứ, trong tiếng Mỹ nó có chữ forgive. Nhớ, hãy tha thứ cho họ như mình đã từng tha thứ cho chính mình. Có không? Mình có tha thứ cho chính mình không? Có. Đi chơi đã đời, về trễ, tại vì bữa nay thôi, lâu lâu mình đi lầm, tức là mình tha thứ cho mình như nữa. Thôi thì hãy tha thứ cho người như đã từng tha thứ cho chính mình. Một lời nói cuối cùng, dù đi bất cứ nơi đâu, trái tim tôi, tấm lòng tôi lúc nào cũng hướng và nhớ về thiền viện Minh Lâm Quang, nhớ về tất cả anh chị em. We love you. I love you too. Và biết bao nhiêu anh chị em đã bỏ mồ hôi nước mắt, không nhận một cái gì cả, chưa từng nhận một cái gì cả, làm là hết lòng hướng về Phật, hướng về tôn tượng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, làm quên cả thân mình. Đó mới là Phật tử, đó mới là làm. Làm mà tính toán, đừng làm. Nếu trong lòng mình cảm thấy tính toán với sư, với thầy, tha đừng làm, còn hơn làm trong lòng tính toán. Một cái thí dụ nhỏ, ở bên New Orleans, giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam, tức là đạo Công giáo, người ta mời làm. Ở bên đó tôi nhận lời. Năm vừa rồi, Hòa Thượng Thích Minh Hồi có Phật Ngọc ở Như Lai Thiền Tự San Diego. Tôi hứa cho nên tôi phải làm ở đó 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Tôi bay qua như một nên làm cho người ta ngày thứ sáu thôi, cho có mặt trong buổi lễ khai mạc. Hôm đó ông cha xứ mới nói với những anh em khác: cha muốn năm tới anh Việt Thảo về làm cho cha 3 ngày. Sau đó tế nhị tôi mới nói với Lạc Nam, những anh em đó, tôi nói thôi cha nói như vậy, nhưng mà làm 1 ngày 2 ngày để người khác làm. Thì những người đó trả lời như thế này: anh nghĩ sao vậy? Cha nói tụi em dám cãi không?
Cha nói ba ngày là ba ngày. Con người ta đối với cha sao mà tôn trọng đến như vậy? Cha nói làm sao làm nghe như vậy? Phật tử mình, sư nói làm sao mình có nghe như vậy không? Có. Nếu chưa thì đây sắp tới phải có. Sư cho dù sai hay đúng, chuyện đó là chuyện sư với đời Phật, với lại giáo hội, với chùa. Mình không có quyền phê phán sư đúng hay sai. Có quyền gặp sư, quỳ lại trước mặt sư: sư ơi, con thấy cái chuyện đó hình như không đúng, sư nói cho mình nghe. Có những việc làm, sư không giải thích. Vì giải thích người ta không hiểu. Trong thời gian Việt Thảo điều khiển chương trình ở đây, có những việc làm của tôi bảo đảm anh em cũng không hiểu. Tôi đã thí dụ cái chuyện hôm qua có cái anh mà anh Thỉnh, anh mua giấy số rồi đó, tôi vẫn biết nhau lắm, cho nên tôi dùng lắm để mà giáo hóa những người Phật tử khác hay những người khác đến đây. Họ dùng đồng tiền mà họ coi thường Phật tử, coi thường Phật pháp, còn coi thường chùa. Họ tưởng họ có tiền, họ muốn làm gì cũng được. Cho nên trong vấn đề làm Phật sự nó có nhiều chuyện lắm, mà không phải chuyện gì cũng báo cáo. Tóm lại, từ nay trở đi, một lời gửi gắm của một người em, một người anh, một người bạn này: tất cả hãy tin tưởng vào sư, vào thầy, vào chùa. Có gì không hiểu gặp sư hỏi, đừng nói qua nói lại, đừng nghe người ta nói, được không? Tất cả người em nghe, tất cả người em nghe, nhận luôn cái món quà này như là thay mặt cho sư, thay mặt thiền viện Minh Đăng Quang, thay mặt cho tôn tự Phật Đồng Hòa Bình Thế Giới. Cảm ơn tất cả anh chị em đã giúp cho cái chương trình Phật học này thành công viên mãn. Tôi đã lại quý vị ba lại rồi là mắc lời hứa rồi nha. Đây sắp tới mà đứa nào nói xấu sư lên tòa này nghe ghê chưa? Cái câu nói như ghê không đó, nhưng mà anh em cười vì biết cái con người này không phải như vậy. Tại không em hiểu, nghe kỹ nha. Đứa nào mà đi nói xấu sư thầy, tao qua đây tao dạy hổng hết. Ok, good night, thank you nhớ. Lên bàn thờ lần này anh Thảo không có lát. Lần này tự động lên trên bàn thờ Phật, mỗi người nhận một cái lọc Phật nghe, một cái lọc Phật. Và ngày hôm nay đặc biệt nghe, cho hay nghe. Một ô ô không được, một chút nữa mình còn làm lễ nữa, cho nên những cái trái cây trên bàn thờ Phật không được đụng, chỉ có cái trái cây ở trong những cái mâm nha. Thôi bây giờ ngồi dưới này đi, Phật phổ dùng một bữa đi, được không vậy nha? Rồi một lần nữa tán thán công đức của tất cả mọi người, và nhớ tán thán công đức cho thượng tọa Thích Giác Thạnh. Trời ơi, ông thầy ông trước đó mà bây giờ tôi nói chuyện hoài, giận chơi hoài, anh chị đồng con lại vừa rồi là con xin lỗi thầy luôn. Rồi bây giờ tất cả mình. Dạ. Ủa trời. Rồi, tuổi già có gì nó quên. Thôi đừng có đi lên trên này, đi ra. Không, đi ra không được. Dạ, dạ, cô đi vòng đây giùm con. Dạ. Cô đang làm từ cái chương trình. Rồi kẻ bưng đi. Chưa trí chưa ngập được anh.
Rồi. Có một điều hôm nay chắc bật mí chút xíu thôi. Cô Liên đây là người đã thỉnh cái tượng Phật xanh đó và đã cúng dường Tam Bảo. Nói được phải không? 15.000 đô la. Cho nên cái việc cúng dường Tam Bảo nó có nhiều hình thức lắm. Mua một tờ vé số cũng là cúng dường, tặng một đồng bạc cũng là cúng dường, ăn thức ăn chay cũng là cúng dường, thôi thì đến xem văn nghệ thôi coi như cũng là cúng dường Tam Bảo, vì đóng góp cho sự thành công của chương trình Phật học hay là một cái chương trình của chùa. Trong suốt 9 ngày qua, đối với Thảo thì 10, 11, 12 ngày. Mỗi một ngày đông đầy kỷ niệm đối với tất cả những sinh hoạt của chùa, của Thiền viện Minh Đăng Quang. Mà lần này hình ảnh video có được, nó không phải như là những cái video mà chúng ta thường hay thực hiện, quay lại các nghi thức buổi lễ hay quay lại chùa, mà là những cái sinh hoạt hay một phần nào sinh hoạt mà qua cái ánh mắt, qua cách nhìn của Việt Thảo đối với Thiền viện Minh Đăng Quang trong suốt tuần lễ Phật đản vừa qua. Mong rằng đêm nay là đêm cuối cùng, chấm dứt bằng 108 lại. Có thể nói đây là một cái ngôi chùa có chương trình Phật Ngọc, có cái số lượng Phật tử tham dự nghi thức 108 lại đông nhất so với các chùa từ trước đến nay. Đó là tôi nói về ai ngoại, chứ không dám nói là ở trong Việt Nam vì không biết. Mong rằng những hình ảnh mà quý vị theo dõi từ trước đến nay đối với Thiền viện Minh Đăng Quang qua chương trình Phật Ngọc, một phần nào đem lại cho chúng ta một cách nhìn về Phật Ngọc hòa bình cho thế giới, về những sinh hoạt của các Phật tử, của các thầy, các sư ở trong chùa, về vấn đề văn hóa thực phẩm, văn hóa ẩm thực chay của Phật giáo, và đặc biệt là mỗi một Phật tử có một phong cách sinh hoạt riêng, một sự đóng góp khác nhau. Mong rằng qua đây cũng đem lại kinh nghiệm, một số kinh nghiệm quý báu cho những người sẽ tổ chức Phật Ngọc hay những chương trình khác ở các ngôi chùa hay ngay cả nhà thờ cũng vậy, nhất là các tiểu bang xa chưa có dịp tổ chức nhiều lần. Một lần nữa Việt Thảo xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của tất cả các Phật tử, những người đạo Phật, ngay cả những người Công giáo hay là những người không phải đạo Phật, đã đưa chương trình Phật Ngọc đi đến thành công. Và Phật Ngọc cho hòa bình thế giới sẽ tiếp tục cái con đường đến những nơi mà các Phật tử cần chờ mong đợi để có một chút hòa bình nào đó trong tâm hồn cũng như cho nhân loại. Việt Thảo xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. I love you.